Hello, can you see me? Hello, teacher. Hey, how are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm okay. Thank you for asking. Okay, do you have breakfast there? Do you have breakfast? I have it. Yes, I do or no, I don't. Yes, I do. Okay, what do you eat for your breakfast? I am eat bún hay sao? Con sẽ có gì? Ai ăn bún hả? Vâng. Đây, con sẽ có sao? Cô hỏi con này, what do you eat? Hoặc là what do you have? What do you eat for your breakfast? Thì con sẽ trả lời cô sao? Con sẽ trả lời là I eat bún. Ok, cái chữ bún đó, nó ở tiếng Anh nó không có từ bún đâu nghe con. Chỉ có ở Việt Nam mới có bún thôi. Mình sẽ có là I eat bún. Ok. Con bún với gì nào? Bún. Only bún. Rau. Rau hả? And with or with, con dùng từ with đi. With vegetable. Okay. Now, I ask and you answer again. Do you have breakfast today? Yes, I do. What do you eat for your breakfast? I eat bún with vegetable. Now, vegetable. À, con sẽ có chữ with nè. Đằng sau chữ with nó không có chữ s đâu, tệ. Bún with vegetables. With vegetable. Okay. Now we continue with our lesson for today. Rồi bây giờ mình sẽ học bài cho hôm nay nha. I share with you our lesson. Okay, here. Twenty-first D. Exercise. This one is for the playground. I say with you. Here, this is our lesson. This one. Okay, can you see it there? No. Again. Say lại nhé. Now, this is our lesson for today. This one. Now, look at this. And our lesson for today is the playground. Okay. À, con thấy cái cột ở giữa phải không? The playground. Do you know playground? Con có biết từ playground nghĩa gì không? Có. À, nghĩa gì con? Nào, what does it mean in Vietnam? Ở ngoài sân. À, ở sân chơi con sẽ có từ playground là sân chơi á. Ok. Choose and write the words. Complete the story. À, con sẽ có một số từ ở đây và con sẽ điền vào những chỗ trống ha. Ok. Fun. What does it mean? Từ fun nghĩa gì vậy? Fun. 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 Từ fun nghĩ gì ta? Fun. Không biết ạ. À, con có từ fun là có nghĩa là niềm vui á, hay là vui. Fun là vui hay là niềm vui ha. Now, playground. What does it mean? Playground. Sân chơi. Ok. Rồi. Ở tiếp theo con sẽ có từ are. Con biết rồi đúng không nào? On. Rồi, bây giờ con có cái đoạn ở bên dưới, con điền xem. Now, let's do it.
Con sẽ có ở đây nè. Cô chỉ cho con cái monkey bar là cái gì? Là cái đồ leo này nè Tuệ. Cái cây mà leo leo vậy nè con. Giống như con khỉ nó đu đó. Thì gọi là monkey bar. Ok? Here, monkey bars. Monkey bars. Rồi, Tuệ làm đi con. Now, let's do it. 1 minute for you. Con làm đi rồi mình sửa nhé. Con sẽ có cái gì mà vui hả? Đờ gì hả? Rồi, playground, à, ok, con làm luôn hả? Rồi, tiếp theo nào, để làm tiếp xem. Này, ok, con sẽ có nào, the playground. Now, can you read this for me? Con đọc cho cô xem. Playground is fun. Now, next, đúng rồi, the playground. Con nhớ cái chữ này là is nè, Tuệ. Nhưng mà is, con đừng có đọc là is, nó là is. Cái chữ is là chữ này nè, Tuệ nè. Is. Con đọc từ is là từ này nè. Cái từ này con mới đọc là is. Rồi, và từ này á thì mình đọc là it. Và từ này mình sẽ có là is. It is. Ha. Rồi, từ đầu tiên con sẽ có là is. Từ thứ hai là it. Từ thứ ba là is. Ok. Nhớ nha, đừng có đọc nhầm nha con. Rồi, tiếp theo nào. Câu thứ hai đi Tuệ. Everyone is here today. Cody is on the monkey bus. Bean is on the swim. They are happy. No, Polly. Polly and I
are on the sea. À, con có từ này nè, con rồi con có cái từ swing á, nghĩa là gì Tuệ có biết không? Cái swing là cái này nè, để cô xem trong. À, cái mà cái xích đu á con thì gọi là swing ha. Đây nè, con nhìn thấy trong hình không? Swing. Rồi, con có cái seesaw, cái này nè, cái bập bên á gọi là seesaw. Ok. Seesaw. Để cô ghi từ vựng, tí nữa cô gửi con nhé. Seesaw là cái bập bên. Rồi, tiếp theo con sẽ con từ mới nào nữa không? Rồi, ok. Rồi, câu cuối cùng này con điền từ gì? Ủa sao người ta cho con cứng từ nhỉ? Con có từ playground. Có thể là nó sẽ điền lại. On. The same with you. À, từ này điền là từ fun nè Tuệ. It's always fun at the playground. Ok. Được chưa nào con? À, quên chưa điền từ phân. À, ok. Rồi. Bây giờ con đọc lại những cái từ mới này với cô nha. Nào, playground. Nào, Tuệ nào, playground. Playground. Monkey bars. Monkey bars. Swim. Swim. Seesaw. Seesaw. Ok, very good. Now next, mình xem phần tiếp theo nha. Now, rich and match. Ta sẽ có phần này. Rich and match, and look at the picture and you connect it. The playground is gì đó? Rồi con mối vào xem. The playground is the playground is gì? Con xem. Cái ở bên cái cột này nó có mấy chữ nè, thì Tuệ xem thì Tuệ sẽ điền cái gì con? Is monkey bus. Monkey bus. Monkey bars. Okay. Now the playground is gì? Con sẽ nối cái cột ở bên này nè Tuệ. 1, 2, 3 với lại là ba cái cột ở phía bên này nè. Thì the playground is gì? So cozy. Ok. Rồi, bây giờ con đọc cho cô xem. Now, the playground is on the sea. Gì mắc cười vậy? Cái gì vậy? Sao mà lại the playground is on the seashore được? Yeah. Mình phải sửa lại làm sao con? Con làm lại xem. The playground is the play
Thế thì cái này nó sai rồi. Playground is fun. The party is xong rồi cô. Cody is on. Nào con đọc cho cô xem nào. Cody is. The party is on the seesaw. Nào seesaw. Seesaw. Okay. Now next. Number three. Cody and Ella. Ella are happy. Are happy. Now mình xem nha. The first one. This is my answer here. The same with you. And the playground is fun. Cody is happy. Oh, the same. À, hai cái này con làm cái nào cũng được. Tại vì hay là, à, do là nhìn vô cái hình đây nè để trả lời nè. Thì con sẽ có là Cody is happy. À, bạn Cody đây đúng không? On the screen nè, happy. Paula, Polly and Ella, two girls, are on the seesaw here. Okay. Now, next step. You have some new vocabulary here. Con có một số từ vựng ở đây ha. Now, the first one. Ta sẽ có nè. Swing. Now, read this for me. Swing. Slide. À, con có từ slide là cái cầu trượt nè. Slide. Sandbox. À, sandbox. Sandbox. Seesaw. Seesaw. Monkey bars. Monkey bars. À, là cái xà đu đó nè. Monkey bars. Okay. Monkey bars. Now, which one do you like best? Trong những cái này con thích cái nào nhất nào? Which one do you like best? Monkey bars. Ah, you like monkey bars? Okay. You like to climb like a monkey? Okay, you like monkey bars for best. Now, so your answer is I like monkey bars best. Now, con đọc con. I like monkey bars best. Okay, good. Now, next. Now next, we'll practice. Look, choose, and write. À, con sẽ có này on the screen. On the screen. À, Tuệ, con có biết cái sandbox này là gì không? Sandbox này nè, là cái chỗ này là người ta đổ cát vô cho mình ngồi mình chơi cát đó. Tuệ có bao giờ chơi cái này chưa? Do you like it? Do you like it? No. Con thích hả? Con có thích chơi này không? Okay, chỉ thích monkey bars thôi đúng không? Okay, next. Con sẽ có gì? On the screen, huh? On the slide, on the monkey bars, in the sandbox, and on the seesaw. Now, fill in these blanks. Con điền vào cho cô xem nào. They are on. Number one, con sẽ thấy cái năm hình thứ nhất là they are gì nào? Con sẽ có ở đây có số nè Tuệ nè. 1, 2, 3, 4, 5. They are on is. I don't on the bên là gì đó? Seesaw. Đây nè, ở đây nè, ở trong cái ô này nó có này con nè, on the seesaw. À. Seesaw. Thôi cũng được, cô nhìn thấy vậy là được rồi. Rồi, con đọc lên đi cũng được Tuệ.
Con khỏi cần viết. Hay con muốn viết à? How about number two? Bập bênh mà cô. Bênh. Seesaw là cái bập bênh đó. Seesaw nè. Con có on the seesaw là cái bập bênh nè. Đúng không? Cái gì đây? Cái gì đây? Đây à, đây à. À, hiểu rồi. Đây à. On. Ồ. Đây à, on the tree đâu rồi, tree in the sand. Three, C is okay. cũng được con, không sao đâu. And number five nào. Number five, he is con có cái cầu trượt là gì? Con có từ slide là cầu trượt đó. Cầu tuột. On the slide. Okay, now để đọc cho cô number one nào. They are on the seesaw. Seesaw. They are on the seesaw. Okay. Seesaw. Now next. They are on the swings. Okay. How about number three? They are in the sandbox. Okay. And number four. How about number four? The monkey bars. Okay, she is in the on the monkey bars. And how about number five? On the monkey bars. He is on the slide. He is on the slide, okay. Okay, easy. And now we'll practice two and complete the sentence. Discuss your choice.
Children are. Đến ở đâu được? À, bây giờ con tự nghĩ ra. Complete the sentence. Discuss your choice. Why is it? Con nhớ cái hình hồi nãy không? Đây, những cái hình hồi nãy nè. Ờ, lại á. Đây, cái hình này. Bây giờ con mình sẽ dùng cái hình này để mình điền. À, con sẽ nhìn cái tranh này ở trong đây ha. Bây giờ con sẽ điền tiếp ở bên đây. Thì con sẽ dùng cái gì? Children are they? A gì? Cái gì? Children are gì mà A đây? Con nghĩ xem. Con nghĩ đi đã. Children are. Hoặc là con tự nghĩ cái của con cũng được. À, cái gì? Con đợi cô xíu nha. Con đợi cô xíu à. Children are. Tụi ơi, con đợi cô một phút nha. Dạ. Ok. Who is at the playground? Ok, rồi tệ làm tiếp đi con. Nào tệ nào. Is at the playground. My friend and I are on the seesaw. The friend and I did it. I we all go up my in return. Rồi, con sẽ có. Rồi, để làm thử câu số 1 xem con. Câu số 1 con sẽ điền từ gì nè? À, câu số 1 con sẽ điền từ is. Từ is, đúng không? Is. Từ gì? Children mà A gì? At the playground thì con có cái gì? Bây giờ con sẽ thấy nè. Con nhìn lại cái hình xem. Con thấy mấy bạn này ở này, ở trong này mấy bạn này có vui không? Children are. Đây nè, cô cho con xem lại cái hình nhé. Nào. Rồi, bây giờ đây. Đâu, trời, cô sao tự nhiên nó nhảy đi mất tiêu vậy. Đây, để thấy nè. Con sẽ thấy ở đây cái hình này nha. Thì con thấy mấy bạn ở trong này có vui không? Có. À, thì con sẽ dùng cái từ gì? Từ, một là con dùng từ happy hoặc là con dùng từ fun cũng được. Children, con có biết từ children nghĩa gì không nào? Có. Rồi, con sẽ có nè. Children are happy at the playground. Hoặc là con điền từ gì nữa? Từ happy hoặc là từ gì nào? Fun. À, fun. Fun. Ok, fun. Nào, cái này màu này nó mờ quá ha. Để cô đổi màu khác. Để cô đổi màu khác nhé. Nữa. Đây cô sẽ đổi màu cái. Cô đổi màu đỏ đi.
Đây, con sẽ có từ happy hay từ fun. Hoặc là cô sẽ cho con từ khác. Từ exciting. À, hào hứng. Cô sẽ cho con thêm từ này nè. Exciting. Được không nào? Cô ghi kể nhé. Exciting. Hào hứng. Rồi, at the playground. Rồi, nào. Oh, sao mà cái này nó vẫn ra màu này vậy ta? Kỳ vậy. Rồi, nào. Cái cô đổi xem. Tiếp theo. My friend and I are on the seesaw is. Nào, tôi và bạn tôi đang ở trên cái xích đu á. À, trên cái bập bên á. Thì is gì? Con có thể điền từ nào is. Fun. It's fun. Okay. Okay, it's fun. Cô cũng có ký từ fun giống con nè. This one, fun. Hoặc là mình có thêm cái từ này để cô cho con nhé. Từ cho. Ví dụ giống như con sẽ có từ từ fun, exciting cũng được, hay là it's happy, con điền lại từ happy vào đây nè. Hoặc là cô sẽ cho con thêm cái từ là interesting. Interesting cũng có nghĩa là vui vẻ, hào hứng đó, thích thú đó con. Con sẽ có từ interesting. Nào, Tuệ đọc với cô nào. Happy. Happy. Fun. Fun. Exciting. Exciting. Interesting. Interesting. Okay, good. Rồi, bây giờ con làm câu số 3 nào. Câu số 3 Tuệ sẽ làm sao? My dad is an inventor. Con có từ inventor. Con có từ inventor là nhà phát minh. Ha. Nhà phát minh khoa học đó gọi là inventor. He is. Ví dụ như ba mình dạy thì ba mình là nhà phát minh. Như ba con làm kỹ sư đúng không? Engineer. My dad is an engineer or investor. Thì he is sao? He is. Ba phải làm sao thì ba mới làm được gì? Con nói con nghĩ tiếng Việt thử xem con. Nếu tiếng Việt thì con sẽ điền từ gì nào? Ở đây người ta sẽ cho con mình xem đáp án nhé. Ở đây con sẽ có từ smart. Con có từ smart là, để có biết smart là gì không? Hả? Hả? Cái gì có từ gì? Từ smart đây nè con nè, smart. Mà, không ạ. À, từ smart đó có nghĩa là con nó có nghĩa là thông minh đó, hoặc là con có từ một từ thông minh nữa. Cô sẽ cho con nhé. Con quên rồi. Ôi. Intelligent. Phải không? Rồi. Intelligent. À phải không? Phải từ intelligent không? À, hoặc là con có từ clever, khéo léo. Thông minh, khéo léo, clever. Đúng là học từ này rồi. À, con học từ cả hai từ này rồi hả? Chưa, con chỉ học từ smart. À, rồi. Cô sẽ cho con thêm, con có từ clever. À, rồi, tiếp theo. Câu số 4 thì Tuệ sẽ điền từ nào nè. Con xem. My mom is a doctor. She is. He is smart. À, she is smart. Hoặc là đây mình xem đáp án người ta cho từ gì nhé. Ở đây great, as is great. Con có từ great có nghĩa là gì? Tuệ có biết từ great nghĩa gì không? Tuyệt. Hoặc là she is con có ví dụ như con có từ này. Hả? Sáng sủa. À sáng sủa hả? Hoặc là con có từ này. Con có từ để cô xem. She is great. Hoặc là từ bright, thông minh, sáng sủa nè. Hoặc là she is wonderful, tuyệt vời. Wonderful. Con có từ bright hoặc là wonderful. Rồi. Bây giờ tụi đọc với cô nhé. Now, happy. Again, happy. Exciting. Now, exciting.
Exciting. Okay. Interesting. Interesting. Smart. Smart. Intelligent. Intelligent. Okay. Clever. Clever. Great. Great. Bright. Bright. Wonderful. Wonderful. Okay, very good. Rồi con hiểu bài này chưa nào? Rồi ạ. Thì con sẽ thấy nè, sau cái động từ to be, sau chữ am, is, are, chữ are nè, chữ is nè, thì mình sẽ cộng với một tính từ. Ha? Những cái từ này được gọi là tính từ để nó mô tả cho cái sự việc mà nó đang diễn ra ở phía trước đó, nó như thế nào đó. Thì con sẽ dùng những cái từ, loại từ là tính từ, được chưa nào? Okay. Để hiểu chỗ này chưa? Có câu hỏi gì không nào? Do you have any questions? No. No. If you don't have any question, we move to the next here. Now, grammar here. Grammar practice. Circle the correct word. Oh, no, I don't think so. The correct, correct mark. Now, bây giờ con sẽ chọn cái dấu. Now, let's do it. Tom is under the monkey bus. Tất nhiên là dấu đó rồi. Is a trên đường. Brothers is great. My teacher is not in the classroom. Is cô cho dịch lên được không ạ? À, again đó hả? Con nói gì? À, đây để con thấy câu số 6. Rồi, bây giờ con thấy chưa? Okay. Okay, now, can you read this? Tom is under the monkey bus. Okay, how about number two? Is Max at the playground? Con hay học ở lớp là, cô giáo bảo là, từ is ở đằng trước thì là câu hỏi. À, đúng rồi, đúng rồi. Great. Are you a girl? Okay. My teacher is not in the classroom. Okay, good. Is your classroom large? Okay, con sẽ thấy nè, đúng rồi, Tuệ làm đúng hết rồi đó. Ví dụ mình sẽ lấy chữ is mà nó ở phía trên đầu á, thì con sẽ đặt dấu chấm hỏi đúng không? Nhưng mà Tuệ sẽ thấy nè. Rồi, còn đây là cái câu nguyên á, cái câu mà đầy đủ ý nghĩa rồi thì mình sẽ đầy đủ bộ phận ý nghĩa rồi thì mình sẽ đặt dấu chấm. Tuệ sẽ thấy ở đây. Rồi, con làm đúng hết rồi đó. Nhưng mà bây giờ con đọc quá, con đừng có xuống, tự nhiên con tới đây con xuống dọc. Is Tom under? Con đọc cao rồi tới đây con xuống dọc. Con sẽ đọc như này. Tom is under the monkey bar. Con cứ đọc ngang vậy thôi. Còn cái câu hỏi á thì con sẽ lên giọng ở cuối câu, ví dụ như câu số 2 nhé. Is Matt at the playground? Ok, con sẽ is Matt at the playground or number 4. Are you a girl? Đó, con sẽ lên giọng như vậy ha. Is your classroom large? Now, are you a girl? Right.
Are you a girl? Are you a girl? Right. Bây giờ con sẽ thấy ở đây. Bây giờ con đọc lại cho cô xem. Tom is under. Con sẽ nói vào. Tom gì? Tom is under. Nào con nói lại. Tom is under the monkey bars. Now, I have the same. Under the monkey bars. Okay, number two. Is Matt at the playground? Okay, and number three. My brothers are great. Great, good. Now number four. How about number four? Are you a girl? Ah, yes. Are you a girl? Ah, con tập đi thì con sẽ nói được. Now number five. Now Tế. My teacher is not hey, sorry. In the. Is not in the. In the classroom. Now, con đừng có in the classroom. Con nói my teacher is not in the classroom. Đó, con đọc vậy. Con đừng có xuống giọng. Not in the classroom. Okay, that's right. It's better. Now, and the last one, number six. There. Is the classroom is large. Okay, okay. Now, next. Here. À, cái phần này nó Tuệ làm xem thử con có làm được cái phần này không nha. Dạ. Rồi, cái phần này là điền từ his. His có nghĩa là gì con? His có nghĩa là gì nào? Con trai. Con trai. Con sẽ có từ his có nghĩa là của anh ấy hay là của ông ấy. Và từ her. Từ her có nghĩa là của cô ấy hoặc là của bà ấy. À, rồi, bây giờ con sẽ làm xem. This is my friend. Thì con sẽ điền cái câu tiếp theo. Con sẽ là her name hay là his name. That's my. That is my brother. His name Mary. Is my teacher. That is her. Hey, hey. Con sẽ thấy ở đây nè. Rồi thôi Tuệ làm hết đi. Con sẽ thấy đây là Mr. Vậy là nam hay là nữ đó Tuệ? Đây nè, con chú ý nè, Mr. nè. À. Ui, nam. Rồi để tí nữa sửa lại. Hoặc là con sửa lên đi. Con sửa lại. Con sẽ thấy ở trên cái thanh công cụ nó có chữ redo đó. À, không, có chữ undo chứ. Con thấy không? Con thấy ở trên cái thanh đó nó có cái chữ undo không? Con bấm vào là nó mất đó. Rồi, ok. Rồi con làm thôi. This is not my mom's bag. And number five, but number five. My sister. This is not my dad's car. Không mà cô ạ. À, rồi. Bây giờ Tuệ đọc cho cô xem. Nào, number one, Tuệ sẽ thấy nè, con này. Khoan, con đợi cô xíu. Tuệ sẽ thấy ở đây nè con, chữ her á, thì mình sẽ
vì ở đây nè, nó sẽ kết thúc một câu rồi. Thì ngay chỗ chữ đầu tiên con sẽ viết hoa lên nhé. Nè, his or her nè, thì con chữ H in capital letter. Để nhớ nha, đừng có viết thường ha. Đi thi, đi ví dụ như làm bài trên trường, con viết thường vậy là con không có được điểm đó. Con không có được điểm tối đa đâu. Ha? Con sẽ dùng từ her. Her name is Amy. Now, number two. That is my brother. His name is Ken. Is Ken. Is Ken. Is Ken. Is Ken. Okay. His name is Ken. Is Ken. Okay. Number three now. Number three. Như câu số 3 là con làm đúng rồi nè. Từ his mà nó đặt ở giữa câu thì con không cần viết hoa nè ha. Ở đây viết hoa là bị sai đó cô. Cái này đáp án bị sai nè. Tuệ đọc câu số 3 cho cô xem con. Gì đây? Mister. À, quên. Mister. Mister Lewis. Mister Lewis. Is. Is my teacher. That is his car. Very good. Now, how about number four? Number four, Tuệ. Not my mom. Mom's bag. Mom's bag. À, con sẽ thấy ở đây là dấu chấm đó. Nó hết một câu rồi nè. Thì là her bag is brown. Okay. Her bag is brown. And number five. How about number five? This is my sister. Her name is Candy. Cindy. Cindy. Okay. Okay. And number six, the last one. That is not that car. His car is red. Okay. Okay. Lại được chưa nào? Được chưa ta? Okay. This one. His car is red. Rồi, Tuệ hiểu hết bài này chưa? Rồi con sẽ thấy ở câu số 5 á, nó tới đây là nó đầy đủ một câu rồi thì con sẽ chấm và con sẽ viết hoa chữ H ha. Và câu số 6 cũng vậy, tới đây là đã đủ một câu rồi thì con sẽ chấm và viết hoa chữ H. His, her. Okay. Do you have any questions? Con có câu hỏi nào không nào? No, no. You don't have question. We stop our class here. Nếu con có câu hỏi mình dừng buổi học đây nha. Tuệ ơi. Rồi cô sẽ gửi từ vựng cho con ha. Bây giờ cô sẽ gửi. Rồi con viết vào vở nha. Con sẽ chọn ra 5 từ. Con sẽ chọn ra 5 từ và con đặt 5 câu cho cô nhé. Chỉ cần 5 từ thôi. Ha, ok. 5 từ mà con thích đó. Ok, con làm. Cô cảm giác từ mới không? Có chứ. Con phải viết từ mới để học nữa. Để học ha. Chứ từ mới nhiều. Ráng mình học đi, con có nhiều từ thì con học, sau này con học nó sẽ dễ hơn. Ok, now bye bye Tuệ. See you next time. Bye bye teacher. Ok, bye bye. See you. Cô tắt máy nha.